Thầy trò chúng ta làm một câu được trích trong đề thi vào lớp 10 chuyên hóa của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Đề như sau. Hình 1 và hình 2 là minh họa phương pháp điều chế và tách ethylene acetate trong phòng thí nghiệm. Điều cầu chúng ta là hãy xác định thành phần của hỗn hợp lỏng X trong bình cầu trước khi đun nóng. Các bạn nhớ thầy biết hỗn hợp X chúng ta gồm gì? Điều chế tinh acetat thì chúng ta dễ rồi. CH3COH, CH5OH và lại là H2O4 đặc. CH3COOH, C2H5OH và H2O4 đặc. Rồi, ok. Xong ý thứ nhất, ý thứ hai. Sau thí nghiệm trên thêm 20 lít na SL bão hòa vào bình hứng ethylene acetate rồi rắc đều. Đổ vào phễu chiết để một thời gian, kết quả được như hình 2. Nêu thành phần chất lỏng y có trong này và giải thích. Dạ, thế này là thành phần chất lỏng có trong này là CH3COH, CH5OH, H2O4 đặc, ethyl acetate với lại là NaCl. Từ nha. Bây giờ đọc đề nghị lại này, người thêm NaCl vào bình hứng ethylene acetate rồi đổ vào phễu chiết để một thời gian thu được kết quả như hình 2. Hình 2 là nó to có hai lớp á. Bây giờ người yêu cầu chúng ta là nêu thành phần của chất lỏng Y. Chất lỏng Z và giải thích vai trò của NaCl. Chất lỏng Y là cái gì em ơi? Ethylene CH3COO, C2H5. Rồi tiếp tục. Như phương trình đã. Để các bạn theo dõi kịp chứ không kịp. Khang hiểu không Khang ơi? dạ có ơi. Này nó cô thầy nó nhiều lắm em. Cô thầy cấp 3 cái này ta làm nhiều. Ta nhớ không nhầm là hơn 100 câu đó. Chúng ta xem một thời gian ta thấy nó giống y nhau không khác gì hết đó. Câu nào nó cũng làm y giống hết. Ở lớp chất lỏng giấy là gồm gì đây em ạ? À? Nước đúng không à? Axit dư bề phẳng hai chiều, rượu dư gì nữa, cái nào này mày cái nào nữa đa, đa em đa sẽ lờ ở trong này không Nhật có vì sao có. nhé Vì sao có NaCl đường này nữa? họ tan NaCl vào đây thầy À đúng rồi. NaCl nó vậy tan là rồi. có 2 4 đặc nữa. Có 2 4 đặc nữa. Sao biết có 2 4 đặc? Có vì là sau khi phải uống xong là họ bỏ NaCl vào chất lỏng cái họ cho vào phải chiếc luôn là Làm sao thầy nói ta chưa hiểu. Em nói lại coi. dạ thì họ kêu là mình cho NaCl vào cái bình sau sau phản ứng sau mình cho cái vị trí cơ thể là cái đường H2O4 đặt trong cái phẩm Đâu nó rồi vẫn rồi. còn rồi. À, đang ơi, trong này có chứa 24 đặt không đang ơi? Thì cái ống sinh hàn có tác dụng gì này? Ông sinh hàng là hút nước lại. Đây là do hầm làm giảm mức nước lại đỡ nó đỡ thoát vào bình hứng á, được chưa? Rồi cái, như vậy trong trường hợp này thì chắc chắn chúng ta vẫn có nước rồi đúng chưa? Nhưng mà bây giờ thì thắc đang thắc mắc là trong trường hợp này nó có chứa H2S4 hay không, có không em? Theo tôi nghĩ là không có. Các bạn đồng ý thầy điều này không? Bởi vì H4 đặc ở chúng ta là trong hợp X, mà không hợp X chúng ta thì ở đây cái dịch kế ở đây là để nó đo nhiệt độ phản diễn ra cho hợp lý đấy em. Còn trong cái bình hứng này không có H4 đặc đâu. Được không Ly ơi? Được Rồi vai trò của NaCl làm gì em ơi? làm tăng tỷ
làm tăng tỷ phú của chất lỏng giúp cho cái nổi lên trên bề mặt nước. Cái vai trò NaCl, các bạn nào có ý kiến khác nào? Bạn nói gần đúng rồi. Khải, vai trò NaCl làm gì em ơi? Cái này em không biết. Ờ, đang biết không đang? Chất giống của ly rồi này, cũng tăng thì khói lại sẽ vớt ra. Đúng rồi. Cái báo chốt đây là gì? Cái NaCl chúng ta làm cho nó tăng thì khối, tức là nó tách lớp, hiểu không em? Nó có vai trò là dùng để tách lớp cái este với lại cái hỗn hợp chất lỏng Z đó. Bây giờ vai trò NaCl là tăng thì khối và tách lớp. Ok. Đọc đọc lại giúp thầy đi em ơi. Tăng gì? Vai trò NaCl là tăng gì? Tăng thì khối hả? Gì Lê ơi? Vậy là giúp tách lớp là dùng giúp tăng tỷ khối, tăng tỷ trọng của chất lỏng rồi của Chất dung lỏng dịch. thì không thể khẩu được Dung nên dịch như thế. tăng tỷ trọng của chất lỏng. Và tách cái gì ra được? Và tách este lên. Tách este rồi. Không ra dễ dàng. Este nổi lên trên là chất lỏng rồi. Ok. Nói chung là để tách este đúng không? Tăng tỷ trọng và tách este ra. Giờ este nổi lên trên. Cái kiến gì không đã tiếp em à, chúng ta đến ý tiếp theo. Ống sinh hàn là một dụng cụ thủy tinh có thể cho nước đi vào từ một chảy ra hai. Tiếp, trong quá trình thí nghiệm nước luôn chảy qua ống sinh hàn nêu tác dụng của ống sinh hàn. Nếu không có ống sinh hàn thì có thể thay ống sinh hàn bằng cách nào? Câu này hay này. Thế bạn thì chúng ta trả lời như thế nào đây? Giờ thứ này nghĩa là ống sinh hàn thế là lại cái hơi nóng rồi thì chuyển thành chất lỏng. Vai trò ông sinh hàng này làm gì em? Làm lạnh hơi nóng để chuyển thành chất Ok, làm lạnh hơi nóng để thành chất lỏng, bởi vì trong trường hợp này mình có H4 đặc mà vẫn này tỏa nhiều nhiệt đúng không em? Em là dạy gì? lỏng. Ok, Đúng rồi. hợp lý các bạn. Các bạn ý kiến gì không ạ? Vai trò của ống sinh hàn là dùng để nó làm gì? Vai trò của ống sinh hàn là gì? Nên lại cho các bạn thắm lại nào. Vai trò ống sinh hàn để làm gì? Giữa thời vai trò của ống sinh hàn là làm lạnh hơi nóng để chuyển thành chất lỏng. Rồi. Để chuyển hóa thành chất lỏng, được chưa? Rồi ok, tiếp tục em. Nêu tác dụng ống sinh hàn xong rồi nè. Nếu không có ống sinh hàn thì có thể thay thế bằng cách nào? Bạn nào cho thầy biết? Thay thế giống cái bình nước đá ở cái bài trước Đúng rồi, chính xác. Có thể thay thế bằng ngâm trong nước đá đúng không em? Và cái là gì? rồi. Ngâm bình hứng trong nước đá đúng không ạ? Rồi. Lên ơi, em hiểu không? Lên ơi. Dạ em hiểu. Rồi ok. Ngân em có hỏi gì không Ngân ơi? Em không.